Ấn Tiểu Thiên từng là ngôi sao sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ, thậm chí nổi tiếng hơn Huỳnh Hiểu Minh, nhưng cuộc đời tài tử Tân Thần Điêu Đại Hiệp lại bị hủy hoại dưới tay hai người phụ nữ, sống khốn đốn chẳng còn ai nhớ đến. Trong làng giải trí Trung Quốc, hàng năm đều chọn ra những ngôi sao nổi bật vào nhóm tứ tiểu hoa đán hay tứ tiểu sinh. Có nhóm tứ tiểu sinh từng rất được chú ý như Huỳnh Hiểu Minh, Nhiếp Viễn, Ấn Tiểu Thiên và Đồng Đại Vĩ. Hiện tại có Đồng Đại Vĩ và Huỳnh Hiểu Minh là còn nổi tiếng, Nhiếp Viễn cũng được chú ý với phim Diên Hy Công Lược. Đáng tiếc nhất là Ấn Tiểu Thiên. Nhắc đến Ấn Tiểu Thiên, người ta không khỏi tiếc nuối cho một minh tinh sáng giá năm nào. Sinh năm 1978, Ấn Tiểu Thiên nhanh chóng được khán giả yêu thích bởi ngoại hình điển trai, đặc biệt là đôi mắt như biết nói. Anh được biết đến trong loạt phim như Giải Mật, Chàng Tỷ Phú Tìm Vợ. Ấn tượng nhất phải kể đến Hồng Thất Công trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Truyền thông Sina nhận xét anh là nam diễn viên có đôi mắt đẹp và sáng nhất trên màn ảnh, hay còn được gọi là mắt cuốn con, làm trái tim khán giả sao động. Từng theo học Trung Hí và tốt nghiệp khoa diễn xuất, Ấn Tiểu Thiên có sự phát triển về sự nghiệp nhờ hợp tác với đạo diễn đình đám bấy giờ là Triệu Bảo Cương. Chỉ trong vài năm đầu sự nghiệp, Ấn Tiểu Thiên đã giành được nhiều giải thưởng như Nam Phụ Kim Kê Bách Hoa. Tuy vậy, anh vẫn cực lực đi tìm cho mình dấu ấn riêng hay một vai diễn để đời. Đến năm 2009, Ấn Tiểu Thiên bất ngờ gác lại sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi vũ đạo. Thế nhưng đây được xem là sai lầm đầu tiên khiến danh tiếng của anh có phần giảm sút. Sau đó khi tái xuất màn ảnh, Ấn Tiểu Thiên gặp phải một loạt biến cố khiến anh thân bại danh liệt. Việc đổ vỡ sự nghiệp của Ấn Tiểu Thiên được cho là đến từ hai người phụ nữ. Người đầu tiên là Biên Tiêu Tiêu, bạn diễn của anh trong một bộ phim. Khi đó, tài tử Tân Thần Điêu Đại Hiệp đang quay phim với một nữ diễn viên tên Biên Tiêu Tiêu. Không ngờ giữa hai người xảy ra xô xát. Sau đó, Biên Tiêu Tiêu đã công khai tố cáo Ấn Tiểu Thiên đánh cô trước truyền thông. Nam diễn viên tuy đã phủ nhận nhưng lại không có chứng cứ. Thời điểm đó, truyền thông lẫn giải trí lại chọn lắng nghe tin tưởng phái yếu và những giọt nước mắt của Biên Tiêu Tiêu hơn là lời thanh minh của Ấn Tiểu Thiên. Bị tố đánh bạn diễn vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất đối với Ấn Tiểu Thiên. Nam diễn viên còn bị công chúng quay lưng khi rất nhiều ngôi sao khác cũng công khai chỉ trích anh. Ngay cả người bạn thân Đỗ Thuần cũng nói rằng Ấn Tiểu Thiên không phải là một người đàn ông chân chính. Điều này giống như một cú đánh mạnh vào danh tiếng và sự nghiệp đang trên đà thăng tiến của Ấn Tiểu Thiên lúc bấy giờ. Sau này, đoạn clip hiện trường ẩu đả với bạn diễn Biên Tiêu Tiêu trước đó của nam diễn viên được tiết lộ. Clip cho thấy Ấn Tiểu Thiên chỉ cãi nhau với Biên Tiêu Tiêu và đẩy nữ diễn viên một cái khi cô to tiếng xúc phạm anh, chứ không hề có chuyện đánh người. Nhiều ý kiến cho rằng vì Ấn Tiểu Thiên khi đó quá nổi tiếng nên nhiều người ganh ghét đố kỵ nên mới bị vu oan như vậy. Ngoài Biên Tiêu Tiêu, còn có một người phụ nữ cũng trở thành nhân vật cản trở và hủy hoại sự nghiệp của Ấn Tiểu Thiên, đó là vợ cũ Cáp Lâm Na. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng ngay cả người vợ đầu ấp tay gối cũng sẽ lừa dối mình, nên chính scandal này mới khiến anh hoàn toàn suy sụp tinh thần. Năm đó, khi hai người kết hôn, Cáp Lâm Na luôn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ giàu có và cao quý. Cuộc hôn nhân của họ nhìn bề ngoài có vẻ rất hạnh phúc, nhưng thực chất lại che giấu đầy sự giả dối. Sau khi hai vợ chồng Ấn Tiểu Thiên có con, người vợ liền ôm con và tiền cao chạy xa bay. Lúc này cả thiên hạ lẫn Ấn Tiểu Thiên mới vỡ lẽ Cáp Lâm Na chẳng phải con nhà giàu phú dị đại hay học vấn cao sang gì, tất cả chỉ là trò lừa đối với Ấn Tiểu Thiên. Cuộc hôn nhân này bỗng chốc trở thành trò đùa không hơn không kém. Sau khi ly hôn, Ấn Tiểu Thiên gần như buông thả bản thân. Với tình cảnh này cộng thêm quá khứ tồi tệ, nhiều vị đạo diễn khó có thể chấp nhận đánh đổi với sự rủi ro mà anh có thể đem tới. Cũng dễ hiểu thôi khi mà đạo diễn đã mất bao công sức tiền bạc để làm nên tác phẩm, nhưng chỉ vì một diễn viên lại khiến khán giả không công nhận chúng thì toàn bộ đoàn làm phim đều sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Gần như thân bại danh liệt dưới bàn tay của hai người phụ nữ, Ấn Tiểu Thiên hiện tại tuy vẫn hoạt động trong giới giải trí nhưng danh tiếng đã chẳng còn như xưa. Trong vài năm trở lại đây, Ấn Tiểu Thiên đã có những bước trở nên chậm rãi. Anh nhận ra mình vốn không có lỗi và chẳng có lý do gì để từ bỏ. Anh đóng phụ một số dự án phim như Cung Tỏa Liên Thành, Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Quần Phong. Danh tiếng không còn như trước nhưng cũng không sao cả. Mặt khác, sau nam đang nổi hoạt động ở những mạng khác như đi show truyền hình hay livestream, quay clip TikTok. Hiện tại ở tuổi 45, ngoại hình của Ấn Tiểu Thiên đã không còn như xưa, cũng qua rồi thời đỉnh cao và có thể bùng nổ trở lại như các đồng nghiệp cùng trang lứa.